Đây em giới thiệu với anh em cây cảo cảo Obi ở dòng bi. Đây là cái dòng bi 304 của hộp số Kuta 70. Em làm cảo này, cảo bi này với cảo bi này. Đây là dòng bi của anh em nè, cứng. Đi rồi, mình lấy không ra. Của những anh em bị kẹt, lấy không ra. Đây em có làm cây cảo, biểu diễn cho anh em xem. Đây là hai cái móng của nó. Đây anh em xem nha. Quay. Đây. Bây giờ. Đây. Đó. Rồi, thấy không? Đây em để vô đây rồi đây. Đây. Đây cây trục, anh em dặn vô đây. Dặn vô. Đây, ống ở đây anh em đặt vô đây. Bu lông đây, đặt xuống. Rồi, đặt vô đây. Rồi, đây, anh em dùng ga lê. Phát, đây. Kịp trên, dẫn dưới. Rất nhẹ nhàng nha anh em. Thao tác đây, cái ổ bi đã gớt rồi. Đây thì anh em xem đây, anh em thấy không? Ổ bi đây, ổ bi đã ra rồi. Nhiệm vụ mình chỉ đẩy lên nè, đẩy lên nó đẩy ra gớt ổ bi ra. Anh em thấy sao? Ở đây với cái lỗ này, bi này cũng tương tự ở đây. Đây cũng có cái móng đây. Ở đây, bi này. Cảm ơn anh em theo dõi. Facebook của em.